Xin chào các bạn. Đây là buổi sáng, mặt trời lên cao rồi nhưng mà sương vẫn còn nhiều. Chúng ta vẫn nghe tiếng chim hót rú ran. Mùa này đang là mùa chim làm tổ và sinh sản. Mặt trời lên càng cao thì sương càng tan. Và cái cây cối mùa này nó xanh lắm. Mùa này đang là đã bắt đầu vào mùa mưa rồi. Mưa được mấy trận rồi thì cây cối bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc và cái lá nó chuyển sang màu xanh đậm. Mùa hè, tiếng ve râm ran. Cho dù chúng ta có tâm trạng như thế nào thì mỗi ngày mặt trời vẫn cứ lên, cây cối vẫn sinh sôi nảy nở, chim chóc, côn trùng vẫn hoan ca. Ở đây rau má này, đây là rau má nó mọc đầy vườn. Rau má là một cái thứ rau rất là bổ dưỡng và ăn ngon miệng lắm. Rồi, hoa lavender, hoa thạch thảo, chè xanh. Mình giới thiệu qua một chút khung cảnh về cái hình ảnh của tự nhiên để cho mọi người cảm thấy nhẹ lòng, cảm giác được thư giãn. Bây giờ thì mình sẽ vừa đi vừa trò chuyện. Cái chủ đề đó là cuộc đời nhẹ như hơi thở. Cuộc đời nhẹ như hơi thở. Xin kể với các bạn là hôm qua mình gặp một cô gái đó khá là xinh đẹp. Chúng tôi cùng trong một cái nhóm người đi vào thăm một ông sư ở trong núi. Ông sư này là một nhân vật khá đặc biệt, nguyên là một quan chức cấp cao và cũng là một người rất là giàu có, từng là có hàng ngàn tỷ, nhưng mà ông đã bỏ hết tất cả gia sản và địa vị để mà bưng một cái bình bát, mặc một cái áo y màu vàng của nhà Phật và đi xin ăn, không tích trữ cho dù là một hạt muối, không tích trữ cho dù là một hạt gạo, chỉ một bình bát, một đôi chân trần và ba bộ y và đi khắp nơi trên toàn quốc để vừa khất thực vừa tu, vừa chia sẻ về cái sự tu hành. Trở lại chuyện cô gái mới than với nhà sư là cuộc sống quá quá là nặng nề vì không hạnh phúc với người chồng và xảy ra tranh chấp tài sản và con cái với người chồng, và cô rất là đau buồn về chuyện đó. Thế thì mình không nhớ nhiều lắm về việc ông sư đã chia sẻ với cô gái thế nào, bởi vì có rất nhiều thông tin và khi đó mình cũng đi ra ngoài thư giãn. Nhưng mà mình có nói với cô gái rằng là bạn cho là những cái thứ đó nó rất là quan trọng với cuộc đời bạn, thế thì bạn thì tự bịt mũi mình lại trong 3 phút thì bạn sẽ cảm thấy điều gì là quan trọng cho cuộc đời của bạn. Vâng, và tất cả chúng ta ở đây cũng vậy, tất cả các bạn cũng vậy. Nếu như các bạn cho rằng là cuộc sống của chúng ta quá quá nhiều cái đau khổ, quá nhiều lo âu, rồi quá nhiều cái điều quan trọng nó khiến cho các bạn phải vất vả, thì các bạn thử xem điều gì là quan trọng với cuộc đời các bạn bằng cách là các bạn hãy bịt miệng mình lại trong khoảng mấy phút để xem điều gì là quan trọng nhất. Khi đó các bạn sẽ thấy được rằng là
cái việc hít thở là quan trọng nhất đúng không nào? Đấy, cái việc hít thở đó, như có lần mình nói rằng là các bạn không cần phải tích lũy, bởi vì không khí luôn có sẵn cho các bạn. Các bạn đâu cần phải tích lũy không khí đâu, luôn luôn có sẵn, và các bạn đang sử dụng mỗi giây, mỗi phần trăm của giây các bạn đều đang sử dụng cái tài nguyên từ hư vô, đúng không nào? Thế thì có điều gì là quá quan trọng đối với chúng ta để đến nỗi mà nó dày vò, nó làm cho các bạn phải điên đảo, phải đau khổ và con người phải tự tử. Bạn thấy không? Phía xa kia là mặt trăng. Mặt trăng ở trên bầu trời xanh. Cho dù các bạn có thế nào thì mặt trăng mỗi ngày vẫn xuất hiện. Bầu trời vẫn trong xanh. Ở dưới có mây mù như thế nào, có mưa bão, giông tố thế nào thì phía trên ở tầng Tĩnh Lâu thì vẫn luôn luôn trong vắt, vẫn luôn trong xanh. Và cho dù con người có như thế nào thì cây cối vẫn cứ xanh tươi như vậy. Nó phát triển, nó nở hoa và nó đâm chồi nảy lộc mà không bất vì bất kỳ một cái lý do gì. Thế thì con người chúng ta thì sao? Tại sao con người chúng ta lại cần quá nhiều lý do để có thể sống được hạnh phúc? Chúng ta hãy cứ nhẹ nhàng sống và hạnh phúc mà không cần bất kỳ một cái lý do gì. Hãy hồn nhiên như cây cỏ đấy. Không cần vì bất cứ một cái lý do gì. Không cần phải để cho cái việc vật chất, tiền bạc hay là môi trường sống hay là cái tâm tính của người khác nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sống của các bạn. Các bạn xem rau khoai này vừa rồi mình xin của một người bạn là trên chỗ bạn kiến trúc sư mà ở ẩn trong rừng đấy, mình về mình thả xuống và nó đã nhanh chóng đâm chồi rau khoai, nó phát triển lên đó. Và cạnh xem đó là rau má thì nó mọc tự nhiên. Và tại sao các bạn lại phải lo lắng nhiều cho cái việc mưu sinh khi mà cây cối thiên nhiên vẫn rất là tốt với chúng ta, thì chúng ta không cần phải lo lắng nhiều về việc mưu sinh. Đó, rau khoai này rất là mơn mởn ha. Rồi chúng ta sinh sống một thời gian ở đây thì mọi thứ nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ phát triển lên thôi, không sao hết. Rồi chúng ta sẽ có cái chúng ta cần dùng. Sẽ có rất nhiều những cái thứ trong thiên nhiên nó mang lại bài học cho chúng ta. Chúng ta thấy cái sự phát triển rất là vô tư hồn nhiên của cây cỏ. Và chúng ta phải học từ nó, học từ thiên nhiên về cái sự mà vô tư trong sáng, không lo nghĩ và không có đấu tranh giành giật, nó vẫn cứ nở hoa và cho trái mà không có là đòi hỏi bạn phải như thế nào. Nó không hỏi bạn trước khi nó nở hoa hay là nó ra trái. Nhưng con người của chúng ta thì lo sợ quá nhiều, hỏi quá nhiều. Nhiều người gặp phải rất nhiều vấn đề trong cuộc sống và họ phải đi tốn rất nhiều tiền để mà gặp những cái ông thầy chữa trị về tâm lý trị liệu hay là
đi học những cái lớp để phát triển bản thân, có thể tốn hàng trăm hàng tỷ đồng. Không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta hãy cứ bình nhiên mà sống và xem nhẹ tất cả mọi thứ, bởi vì thực ra không có gì quan trọng, không có gì quá quan trọng, không có gì quá quan trọng khi mà chúng ta đang sống trong một cái cuộc sống mà nó rất là tuyệt vời, ở chỗ bạn không phải mất tiền để mà trả, để mà được hít thở. Bạn không phải mất tiền để bạn được tự do suy nghĩ hay là để mà làm những điều mình yêu thích. Chỉ có điều cuộc sống này nó trở nên rất là tồi tệ cho các bạn nếu các bạn để cho những cái nỗi sợ, nỗi lo nó đè nặng cái tâm trí của mình mà thôi. Thế thì khi mà các bạn lo sợ điều gì hay là các bạn cho rằng cuộc sống này nó quá khổ, quá nặng nề, thì bạn hãy nhớ lại mình đang hít thở một cách rất dễ dàng. Cái thứ mà nếu mà các bạn mất đi trong một khoảng 5 phút là các bạn tiêu đời, mà các bạn đang có miễn phí không khí mà mất đi chỉ mấy phút thôi, bạn sẽ biết ngay mà. Cho nên là hãy nhẹ nhàng với cuộc sống của mình như là hơi thở vậy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin cảm ơn các bạn.